Cầu nguyện cho bệnh nhân. Chủ đề sức mạnh của lòng tin. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin bình an của Chúa Phục sinh luôn ở với mọi người trong nhà này và cách riêng ở cùng bệnh nhân đây. Amen. Qua bài tin mừng sau khi thử thách đức tin của người đàn bà ngoại giáo, Chúa đã ban ơn chữa lành cho người con gái của bà bị quỷ ám như lời bà cầu xin. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-theo đoạn 15 từ câu 21 đến 28. Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon. Thì này có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin vũ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm, nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế. Nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ, Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Thank you.
Giải thích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe. Người đàn bà đến với Đức Giê-xu là một người xứ Canaan, mà dân Do Thái lại khinh ghét người ngoại bang. Do đó, khi xin Ngài chữa bệnh cho con gái, chắc bà không ngạc nhiên lắm khi thấy Đức Giê-xu im lặng, còn các môn đệ Ngài tỏ ra khó chịu. Có điều lạ là bà gọi Đức Giê-xu là con vua David, một tước hiệu mà chỉ có người Do Thái dùng để chỉ về đấng Messiah. Bà cầu xin tha thiết: "Xin thương xót tôi, con gái tôi bị quỷ hành hạ dữ lắm." Đức Giê-xu không đáp lại lời nào. Còn các môn đệ thì bực bội, muốn thầy nhậm lời bà cho xong, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Đức Giê-xu liền lên tiếng: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi." Một câu nói từ chối rõ ràng xem như bà không còn hy vọng gì. Nhưng vì quá thương con, bà đã không bỏ cuộc. Trong thái độ cung kính bái lạy, bà tiếp tục khẩn khoản nài van: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi." Cuối cùng, Đức Giê-xu nói một câu nghe rất sốc: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con." Câu nói này của Đức Giê-xu phản ánh cái nhìn của người Do Thái. Họ tự hào về tính ưu việt của mình trong tư cách là dân riêng của Chúa, nên họ coi khinh dân ngoại như lũ chó con. Câu nói nặng như thế mà bà không cảm thấy bị xúc phạm hay tổn thương. Trái lại, bà còn chấp nhận cái nhìn ấy và nói lên một tâm tình rất khiêm tốn: "Thưa Ngài, đúng thế. Nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống." Đức Giê-xu đã từng ngạc nhiên trước lòng tin của viên bách quản. Thì giờ đây, Ngài lại chứng kiến lòng tin phi thường của một người mẹ vì thương con mà dám xóa mình hoàn toàn. Chính tình thương thêm sức mạnh cho lòng tin, khiến lòng tin trở nên kiên trì bất chấp mọi cản trở, vẫn hy vọng trước một tình hình xem ra bế tắc. Tấm lòng người mẹ đã chạm đến trái tim Đức Giê-xu. Ngài đáp lại ngay: "Này bà, lòng tin của bà lớn thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Chỉ bằng một lời nói từ xa, đứa con gái của bà hoàn toàn được chữa lành. Chúa Giê-xu đã thử thách và bà đã vượt qua thật ngoạn mục. Đúng là ơn cứu độ trước tiên chỉ dành cho Israel. Đức Giê-xu đã từng căn dặn các môn đệ như thế khi sai họ đi rao giảng tin mừng. Thế nhưng, Ngài không cứng nhắc và bó hẹp trong sứ vụ cha giao. Ngài vẫn lắng nghe và nhạy bén nhận ra ý cha trong từng biến cố, để hành động đích xác trong từng thời điểm. Việc mở ra cho dân ngoại hôm nay là khởi đầu cho sứ vụ ngày mai. Vì thế mà Ngài đã đưa ra lệnh truyền cho các tông đồ: "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ ta, làm phép rửa cho họ, cầu nguyện." Lạy Chúa Giê-xu, có những tình cảnh thật đáng thương như người phụ nữ Canaan. Biết mình kẻ ngoại bang không đáng, nhưng vẫn đến với Chúa nài van. Xem ra Chúa có thái độ hững hờ. Bà đợi chờ mà Chúa vẫn làm ngơ. Thế nhưng người phụ nữ vẫn kiên trì, cho dù Chúa ví bà như con chó, không lấy bánh của con cái mà cho.
Bà cũng nhận thấy đó là hợp lý mà không hề có chút tự ti. Vẫn kiên trì nói lên điều mình nghĩ, dù chó con thì vẫn được hưởng dùng những mảnh vụn rơi xuống từ bàn chủ. Không ngờ câu bà nói quá tuyệt vời, nhẹ nhàng và khiêm tốn với lòng tin. Nên Chúa đã cho bà được toại nguyện, ban ơn cứu chữa như lời bà xin. Có nhiều khi Chúa làm như thinh lặng để xem con có khao khát thật chăng, hay cũng chỉ là được chăng hay chớ, không thành tâm và tha thiết đợi chờ. Có nhiều lần con tự ái kiêu căng, không xứng với ơn lành mình lãnh nhận. Con quên rằng tất cả là hồng ân, chứ bản thân con đâu có đáng gì. Xin cho con luôn biết nhìn ngắm Chúa, mở trái tim bằng hành động tự do, để cho Chúa Thánh Thần luôn dẫn dắt, không cứng nhắc trong nguyên tắc của mình. Cho con biết linh động và thay đổi, để ích lợi cho phần rỗi tha nhân, để danh Cha được chiếu sáng cõi trần và nước Cha lan rộng khắp muôn dân. Amen. Diệu em, mẹ là mẫu gương
cho đời con thập giá đường xa, với mẹ con sống cho tình yêu. Nguyện mẹ yêu thương đỡ nâng thuyền đời con, ngắc trong mẹ tâm hồn an vui đầy hạnh phúc. Tình mẹ thương yêu thiết tha cuộc đời con, có mẹ mãi chung kiên, con nguyện sống như mẹ yêu. Dòng sông ngày tháng hao mòn căn với giữa rộng đời trôi, tình thương mẹ mãi chan hòa đời con ví tựa biển đông. Kiếp người lãng du mộng manh bèo ra tháng năm trôi về đâu, mẹ dắt dìu con bước về bên Chúa trong niềm vui. Nguyện mẹ yêu thương đấng